Người muốn rụng răng với 1001 biển báo có 102 không đụng hàng, chỉ có ở Việt Nam. Cấm vứt rác, nếu bắt được, ấn đầu vào đống rác. Một lời cảnh báo mang tính manh động cao, chỉ cần gặp thôi thì thánh xả rác tới số với chế luôn. Cấm tiểu, có camera đang lên YouTube. Không biết có camera thật hay không, nhưng cứ sợ đi cho chắc. Cửa hàng hôm nay chúng ta ghé có menu vô cùng đa dạng. Nào là sung sướng mê tơi, khoái cảm tuyệt vời, trời ơi quá đã, muốn bóp một cái. Rồi thì tan tành giấc mộng, lồng lộn bao la. Đích thực là đọc xong chỉ muốn gọi ngay vào luôn, mỗi tội không biết đấy là món gì mà thôi. Và trên đây chỉ là demo cho những biển báo có 102 ở Việt Nam. Và muốn biết thêm chúng bá đạo và không đụng hàng ra sao thì phải xem hết video ngày hôm nay. Lưu ý, video ngày hôm nay sẽ khiến cho các bạn khá tốn calo vì cười mệt nghỉ đấy. Còn bây giờ thì let's go. Những biển hiệu mời khách không đụng hàng. Phải nói rằng giữa thời buổi cạnh tranh như bây giờ, các tiểu thương ắt hẳn đều sẽ rất đau đầu và mệt mỏi vì nghĩ suy làm sao để kéo khách về cửa hàng, làm sao để doanh thu tăng ầm mà ít tốn chi phí nhất. Và rồi, một cách rất hữu hiệu mà có lẽ chỉ có Phong Ba Bão Táp Ngữ Pháp Việt Nam mới làm được. Hoặc thay vì nêu điểm mạnh của sản phẩm, các tiểu thương đã có vô vàn những mưu cao kế đỉnh. Vâng, và quán giày xấu giá cao trên đường Lý Chính Thắng, quận 3 chính là một ví dụ. Cứ ngỡ giày xấu nhưng rẻ, hoặc giày xịn nhưng giá hơi cao, còn có người thông cảm và ghé quán, thì chủ quán này tung luôn hai nhược điểm của sản phẩm lên. Không biết doanh thu có tăng ầm hay không, nhưng đảm bảo một điều rằng quán sẽ rất nổi và được check-in không ngớt. Vừa mới bó tay với quán giày xấu giá cao thì dự là 500 anh em sẽ lại phải tiếp tục bó chân với tiệm cà phê này. Nằm ở quận 2, có một quán cà phê mang tên Cà Phê Dở Ẹc. Bỗng chốc, nổi đinh nổi đám. Thử nghĩ xem nếu là các bạn, khi nhìn thấy biển hiệu này thì các bạn có dám ghé không nhỉ? Theo mình thấy thì quả tên có phần độc lạ thật. Nhưng mà đây mới là điểm giúp quán thu hút khách. Vì đơn giản, ai nấy đều tò mò, muốn vào xem liệu cà phê ở đây dở ra sao mà chủ quán phải quảng cáo lên hẳn bên ngoài như vậy. Còn đây, chiếc quán với cái tên Tới Bến Quán nằm trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh. Dù tên không được kêu cho lắm nhưng khách đông nườm nượp thế này là đủ hiểu, quán làm ăn cũng ổn áp phết chứ chẳng đùa. Nghe đồn quán này còn đặt ra bảng nội quy đối với khách nhậu như không đến trễ về sớm, vào 3 ra 7, nói hoài không uống, 1 ly đầy, dũng sĩ diệt mồi, uống 100%, lo bấm điện thoại, thêm 1 chai mới, than mệt, uống liền 2 ly. Nice. Thế này thì có dịp ghé thành phố Hồ Chí Minh phải rủ bạn bè vào thẩm ngay mới được. Xin mời vào xem, đừng ngại, mua hay không mua, không sao. Thật là mỹ mãn cho những ai không đủ hầu bao mà vẫn muốn vào xem cho đã con mắt. Vì rõ ràng, chủ quán đã bảo không sao rồi mà. Cùng lắm thì chỉ bị đốt vía và chửi đổng khi đã rời khỏi quán mà thôi. Xin nhắc lại một lần nữa rằng Phong Ba Bão Táp cũng không bằng Ngữ Pháp Việt Nam. Tận dụng sự đa dạng và phong phú về ngôn ngữ mà các ông chủ bà chủ các cửa hàng nghĩ ra đủ chiêu trò chơi chữ để thu hút sự quan tâm của người đi đường và khách hàng là mọi người không thể không chú ý. Dù không mấy mặn mà với văn hóa ăn thịt chó của nhiều người, nhưng cũng không thể nhịn cười với biển báo này được. Biển hiệu Vitamin Go Go, nhưng nghe xong thì dân nhậu ai cũng hiểu hàm ý là món gì rồi đúng không? Khuyến mãi khủng, một tô bún khuyến mãi, một trái ớt. Khách hàng đọc qua loa lại tưởng bở vì ba chữ khuyến mãi to đùng kia. Ai ngờ ăn xong mới biết chỉ được khuyến mãi một trái ớt. Cay tê nhờ. Còn đây, cũng là đồ nướng nhưng biển hiệu có tên Quán Trốn Vợ này thực sự khiến các ông chồng thích thú. Vâng, hết giày xấu giá thấp giờ lại thêm quán treo đầu dê bán thịt chó. Hả? Ủa alo? Rồi rốt cuộc là quán này bán thịt dê hay là thịt chó nhỉ? Bạn nào biết thì bật mí dùm tôi một chúng mình với nhá. Chú ý, cảm ơn bạn đã chú ý tới chú ý này. Việc chú ý của bạn sẽ được chú ý. Dù không nói đến điều cần phải chú ý và thứ cần phải quảng cáo là gì, nhưng việc lặp lại 5 từ chú ý trong một biển hiệu cũng đủ khiến người xem chú ý rồi. Không biết quán ăn này tên là gì nhưng chỉ cần vào và check ngay menu, đảm bảo khách hứa sẽ thấy vô cùng hào hứng. Thực đơn vô cùng đa dạng, nào là
sung sướng mê tơi, khoái cảm tuyệt vời, trời ơi quá đã, muốn bóp một cái con gái nhà lành. Rồi thì tan tành giấc mộng, lồng lộn bao la. Đích thực là đọc xong muốn gọi ngay và luôn, mỗi tội là không biết đây là món gì mà thôi. Qua đến quán này, có vẻ đây là một lời mời chào quảng cáo từ một lò luyện thi đại học nào đó. Đảm bảo đậu 100%, nhưng nếu rớt thì giới thiệu luôn việc làm, và cụ thể là việc khoan cắt bê tông. Ủa, vậy là đảm bảo đậu 100% giữ chưa? Thôi thì ít ra họ còn đảm bảo cho mình có công ăn việc làm, đỡ thất nghiệp khổ thân ra. Có ai từng bắt gặp những biển hiệu bá đạo hết nước chấm như này quanh khu mà các bạn đang sống chưa nhỉ? Nếu có thì ngay vào luôn, hãy share ngay vào bình luận để anh em cùng cười với nhá. Và tiếp theo, xin mời 500 anh em hãy đến với 1001 những tấm biển cấm đổ rác, đái bậy, cực gắt, cực căng, khiến ai xem xong đều vừa buồn cười vừa ngậm ngùi với câu hỏi: đâu rồi ý thức? Những tấm biển cấm đổ rác, đái bậy, cực gắt. Mở màn là tấm biển cảnh báo với nội dung như sau: những đứa chết não, không còn nhận thức thì mới để rác ở đây. Hẳn là phải cay lắm nên chủ thớt nào đây mới cho ra tấm biển cực gắt như vậy. Thế nhưng hãy nhìn xuống bên dưới, rác vẫn toàn là rác, coi có tức không chứ bộ. Hay đây, cứ vứt rác ở đây thoải mái, miễn bạn mù nhé. Tấm biển này có vẻ sẽ hữu ích với những thánh xả rác với lòng tự ái cao ngời ngời, đơn giản vì mắt tinh mày tỏ mà bị bảo mù, ai mà chịu cho được. Xéo sắc không kém là đây, khi nói nhẹ nhàng nhưng không ai làm theo thì cứ phải dùng lời lẽ mạnh bạo hơn. Level tức giận có thể nói đã đạt đến độ vô cực, còn thực thi hay không thì top 1 cũng không rõ. Còn đây, viết hẳn thế này rồi mà vẫn đầy rác bên dưới. Xin chia buồn với chủ nhà, thật không có lời nào để minh oan cho những thánh xả rác này nữa. Âu cũng bởi họ nghĩ, làm chó cũng vui mà. Nên nhớ, mình là người. Vâng, câu nói gây chột dạ, nhưng không chắc có ai nhột không. Cấm vứt rác, nếu bắt được, ấn đầu vào đống rác. Một lời cảnh báo mang tính manh động cao, chỉ cần gặp thôi thì thánh xả rác tới số với chế luôn nhá. Đáng tiếc, những dòng chữ cấm đổ rác có gắt đến đâu vẫn không thể khiến đường phố hay cổng nhà ai đó trở nên sạch đẹp hơn. Gắt mãi không xong thì nay mình thử văn minh nhẹ nhàng xem sao. Tóm lại thì muốn vinh quang hay xấu hổ thì tùy vào các bạn chọn thôi nhé. Hay như chủ thớt nào đó, làm hẳn bài thơ luôn, nhưng không biết mọi người có từ bỏ ý định xả rác ở đây hay không. Chửi mắng, xỉa xói mãi cũng không ăn thua. Chủ thớt này đành phải dùng đến chiêu năn nỉ, quỳ lạy khi gặp phải các thánh xả rác bất chấp. Con lạy các má, đừng đổ rác nơi đây. Một lần nữa năn nỉ, đừng đổ rác nơi đây. Một lời cảnh báo nhưng đọc xong ai cũng cảm thấy được sự đau khổ tột cùng, năn nỉ đến khô cả họng của người viết. Và ngoài cấm đổ rác thì còn cấm tiểu bậy. Hãy xem các thánh biển báo Việt Nam có những câu cấm đỉnh cao ra sao nhé. Cấm tiểu, có camera đăng lên YouTube. Sợ chưa? Không biết có camera thật hay không nhưng cứ sợ đi cho chắc. Lỡ mà viral khắp Việt Nam thì chỉ có nước đội quần mà thôi. Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa. Ủa alo, ý là anh đang phản đối câu kia đúng không? Còn đây, cấm đái, nhưng càng cấm lại càng làm. Có khi nào ông chú nghĩ bụng, chắc là chỉ cấm đái vào cửa kính thôi không nhỉ? Một địa điểm nào đó, xa xa là hình bóng bốn quý ông đang đồng loạt xả lũ. Mong là do các anh chỉ sợ trộm mất xe nên mới phải làm như vậy. Hành động thách thức cả biển cấm siêu to khổng lồ. Nhìn vậy thôi, chứ không biết là có vừa xả lũ vừa day dứt tí nào hay không. Còn đây, một người đàn ông đang tưới cho gốc cây héo. Cứ nghĩ vậy cho đỡ nóng máu anh em ạ. Tóm lại, nói gì thì nói, riêng cái vụ cấm đổ rác và cấm đái bậy thì nó giống như ăn vào máu rồi hay sao ấy, mà cứ càng cấm lại càng làm, mà làm là phải làm ngay tại đó thì các thánh mới vừa lòng. Và kế đến là danh sách những con đường với những cái tên độc lạ mà đến ngay cả người bản địa cũng phải thốt lên, thật phong cách. Những tên đường độc lạ nhất Việt Nam. Hẳn là chúng ta đã quá quen với những con đường mang nhiều ý nghĩa lớn lao của lịch sử, chẳng hạn như đường Nguyễn Trãi, đường Hồ Chí Minh, đường Hùng Vương, đường Cách mạng tháng 8.
thì bên cạnh đó cũng có những con đường mang những cái tên rất đặc biệt và nhiều khi khiến người dân cảm thấy hoang mang. Chẳng hạn như con đường này. Vâng, con đường này có tên đường cựu chiến binh không rác. Còn đây, con đường này mang tên ướp lạnh. Thật là khó tin phải không nào? Nhưng nó thực sự từng tồn tại đấy và nằm trên khu vực Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thủ đô Hà Nội. Đường XTT87A. Có lẽ đây chính là tên đường thách thức trí nhớ nhất cho người đi đường ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để nói về con đường có tên hiện đại 4.0 nhất thì có lẽ đường Facebook ở Hà Tĩnh sẽ khiến nhiều người cười bỏ nhất. Cái tên rất kêu được sáng lập do một nhóm Facebook có tên Khăn Quàng Đỏ Hồ Chí Minh về làm từ thiện tại thôn Yên Hội, Vũ Quang từ nhiều năm trước. Một con đường khác lại khiến người đi đường lạnh người không kém đó chính là đường Mẫu Giáo Nghĩa Địa nằm ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và cũng được đặt theo sự tự phát của người dân nơi đây. Lý do có tên gọi này là trên con đường có hai đặc điểm dễ nhận biết khi chỉ đường cho người khác, đó là có cái trường Mẫu Giáo với Nghĩa Địa. Lâu dần, người ta gộp lại thành Mẫu Giáo Nghĩa Địa luôn cho tiện. Còn đây, một cái tên đậm mùi Hàn Sẻng, đường Park Hang-seo. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày xuất hiện, bảng tên này đã được địa phương gỡ bỏ. Lý giải về tên đường không đụng hàng này, theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 9, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có thể một người dân nào đó vì quá hâm mộ và quý mến huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Việt Nam nên đã ghi tên ông lên bảng tên đường rồi gắn lên. Hay đây, đường Kim Mã hay Đê La Thành với những lời đồn thổi đã là diễm xưa rồi khi phố Hồng Mai ở Hai Bà Trưng, Hà Nội đã biến thành con phố rùng rợn nhất Việt Nam do lỗi dụng chữ và bị đổi thành phố Hồn Ma. Những biển cấm cảnh báo có nội dung gây lú. Loa 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 loa, có bạn nào biết biển cấm này ở đâu không nhỉ? Là một khu nghĩa địa với xa xa thấp thoáng vài ngôi mộ phía sau nhưng lại cấm chôn cất. Ủa, vậy rồi đây có phải nghĩa địa hay không? Một biển cấm khác ở đâu đó top 1 cũng không rõ với dòng chữ cấm các phương tiện giao thông rẽ trái. Nhưng mà nhìn xem, chỉ cách đó vài cm là biển báo cấm quay đầu, cấm đi thẳng, cấm luôn rẽ phải. Ủa, rồi thì chúng tôi biết đi đường nào đây? Còn đây, một biển cấm viết tay rất thủ công nhưng cũng đủ sức dọa dẫm, đặc biệt là đối với đối tượng các mầm non nhỏ tuổi. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Chú ý, lề đường không được phép đậu xe. Để tránh bị phạt, xin quý khách vui lòng vác lên vai hoặc đi gửi. Cảm ơn. Phải nói rằng rất chi là chi tiết, cụ thể, cảnh báo rồi lại còn đưa ra biện pháp hữu ích cho người đi đường. Một trong những biển báo không chỉ tối đa được mục đích truyền tin mà còn tạo cảm giác thú vị và hài hước. Còn đây, chưa biết những người được cảnh báo có sợ biển báo nguy hiểm này hay không, nhưng phì cười là cái chắc. Tiếp đến, một biển báo không hề nặng nề một chút nào, vừa cảnh báo giúp người dân chú ý xi nhan khi sang đường, lại còn tạo cảm giác vui vẻ hài hước. Quý khách vui lòng không để xe hè bên cạnh, có con yêu quái, quái vật. Vâng, một biển báo khá là lằng nhằng, đọc hơi khó chịu một chút nhưng có lẽ nó sẽ hữu hiệu nếu người đọc là con nít. Không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời. Một câu nói bất hủ đã được khẳng định từ muôn đời. Chỉ là VKC, nhưng buồn đến đâu có lẽ gặp phải anh cảnh báo này cũng phải cười cái rồi làm gì thì làm. Ủa, là đèn đỏ được rẽ à? Ý là ông treo biển đang hỏi người đi đường đúng không nhỉ? Đùa tí thôi, nhìn kỹ thì biển báo này do bị mất chữ nên gây lú một tí. Một biển cảnh báo to chà bá, cực dài và cực thuyết phục. Quý khách chơi bóng tennis đề nghị để xe ngoài cổng, để xe trong sân phải trả tiền. Lưu ý, để xe ngoài cổng dễ mất cắp. Cấm tụ tập buôn bán nhiều chuyện. Biển báo này dự là sẽ tới số với những cameraman Việt Nam cho mà xem. Còn đây, một biển cảnh báo tại Đồng Nai từng khiến nhiều người phải bật cười. Khu vực đông bậm nhậu qua đường. Sở dĩ có biển báo này là do trên tuyến đường này tập trung hàng chục quán nhậu, hàng quán ăn uống nằm san sát nhau, rất nhiều bậm nhậu quy tụ vào mỗi tối. Vì vậy, để tránh nguy hiểm cho người đi đường, người dân đã đặt biển báo để người tham gia giao thông phòng tránh va chạm với các ma men. Nếu như các phương tiện được phép rẽ phải khi đèn đỏ, đã là chuyện quá bình thường. Giờ đây, một biển báo gây lú và hoang mang style cho người đi đường không ai khác chính là đây. Xe hai bánh được phép đi thẳng khi đèn đỏ. Và đây, đi thẳng theo như biển báo này chỉ dẫn thì vào đúng ở đây luôn. Một chiếc trại hòm chuyên bán buôn lẻ, các sản phẩm, dịch vụ mai táng.
nghe có vẻ hơi sai sai nhỉ? Một biển báo cũng gây lú không kém, có vẻ phù hợp với những thanh niên với ước mơ hành trang sang Mỹ. Thì đây, hãy đến ngay đoạn đường này với khoảng cách 15.000 km, lại chẳng cần visa. Hẳn là đi bằng đường xuyên qua lòng đất luôn đây mà. Còn đây, có bạn nào ở đây thường xuyên vào hiệu sách và liên tục bắt gặp những hoàn cảnh trớ trêu như này hay chưa? Khu vực sách dành cho thiếu nhi nhưng không hiểu sao lại tòi ra. Nào là sống thử trước hôn nhân, rồi cả bí quyết chọn đối tượng nữa. Nào nào, chú ý. Các bạn cho mình hỏi là nếu đi qua đây thì liệu các bạn có cảm thấy sang chấn như tốt một chúng mình không nhỉ? Để mà đọc xong cái biển báo này thì đảm bảo hôn môi với xe phía trước luôn. Tại sao hả? Tại vì xe trước cũng mải dịch biển báo này đấy. Cảnh báo có thú nguy hiểm không vượt qua hàng rào. Và đây chính là con thú nguy hiểm được nhắc đến trong biển cảnh báo. Nhìn thái độ hoàng thượng đúng kiểu, mày biết bố mày là ai không? Sợ quá cơ. Hay đây, một chủ nhà nào đó đã cảnh báo chó dữ bằng tranh, nhưng xem có vẻ chẳng ai thèm sợ. Trông cái mẹt này thì chỉ cần một cây xúc xích thì dự là ẻm sẽ đi theo vô điều kiện luôn. Các bạn thân mến, vậy là video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Tuy chưa biết rõ độ chính xác của những bức ảnh đến đâu, nhưng những địa danh biển báo hài hước này chắc chắn đã mang lại tiếng cười, những phút giây vui vẻ thoải mái nhất cho những ai nhìn thấy nó. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này, đừng quên ủng hộ Top 1 chúng mình bằng cách rất đơn giản, đó là like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!